Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư Thứ Mười Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thát Và, Atuna, Kanona, Khẩn Na La, Ma Hầu Na Già, Nhân Cùng Phi Nhân, và tỳ kheo tỳ kheo ni yêu bà tắc yêu bà di hạng cầu thanh văn hạng cầu bích chi phật hạng cầu phật đạo các loại như thế đều ở trước phật nghe kinh diệu pháp niên hoa một bài kệ một câu nhấn đến một niệm tùy hỷ đó ta đều thọ ký cho xé đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác phật bảo dược vương lại sau khi đức như lai diệt độ nếu có người nghe kinh diệu pháp niên hoa nhấn đến một bài kệ một câu niệm tùy hỷ đó ta cũng thọ ký đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác cho nếu lại có người thọ trì đọc tụng giảng ấy nói biên chép kinh diệu pháp niên hoa nhấn đến một bài kệ đối kinh điển này cung kính xem như phật các thứ cúng dường hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lọng lụa chàng phan y phục ký nhạc nhân đến chắp tay cung kính dược vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức phật ở chỗ các đức phật thành tiểu trí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian dược vương nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm phật nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm phật vì sao nếu có gá thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh pháp hoa nhấn đến một câu, thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, các thứ cúng dường, kinh quyển, hoa, hương, chuối ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng, lụa, chàng phan, y phục, ký nhạc, chấp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng, sùng phụng nên đem đồ cúng giường như lai mà cúng giường đó phải biết người đó là bồ tát lớn thành đạo song đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa huống lại là người chọn hay thọ trì và các thứ cúng dường dược vương nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác. Giọng nói kinh này, nếu người thiện nam, người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhấn đến một câu, phải biết người là xứ của Như Lai, Đức Như Lai sai việc, sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói. Dược vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện, ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dứ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Dược vương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Thời được như nay dùng vai mang vác, Người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ Một lòng chắp tay cung kính cúng dường Tôn trọng ngợi khen hoa hương chuối ngọc Hương bột hương xoa hương đốt lọng nhiếu Chàng phan y phục đồ ngon Chối các ký nhạc Đồ dùng đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó nên cầm báu trời mà giải cúng đó Nên đem đống báu trên trời dâng cho đó Vì sao người đó hoan hỉ nói Pháp Dây lát nghe Pháp liền đặng rốt giáo Vô thượng tránh đẳng tránh giác vậy Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên Mà nói kệ rằng nếu muốn trụ Phật đạo thành tựu trí tự nhiên thường phải siêng cúng dường người thọ trì pháp hoa có ai muốn mau đặng nhất thiết chủng trí huệ nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì nếu người hay thọ trì kinh diệu pháp liên hoa nên biết là sứ phật thương nhớ các chúng sanh những người hay thọ trì, kinh diệu pháp liên hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sanh đây. Phải biết người như thế, chỗ muốn sanh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng. Nên đem hoa hương trời và y phục báu trời, đống báu đốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Đời ác sau ta diệt, người hay trì kinh này, phải chấp tay lấy kính như cúng dường thế tôn đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường phật tử đó mong được dây nát nghe nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này ta khiến ở trong người làm việc của như nay nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành đỏ mặt và mắng phật mắc vô lượng trọng tội mắc vô lượng tội nặng có người đọc tụng trì kinh diệu pháp hoa này dây nát dùng lời mắng tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta dùng vô số kệ khen do vì khen Phật vậy. Đặng vô lượng công đức khen ngợi người chỉ kinh phước đây lại lớn phước đây lại hơn kia trong 80 ức kiếp dùng sắc thanh tối rượu và cùng hương vị xúc cúng dường người chỉ kinh cúng dường như thế rồi mà được chốc nát nghe thời nên tự mừng vui nay ta được lợi lớn dược vương nay ông dược vương nay bảo ông các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tột thứ nhất lúc bấy giờ phật lại bảo ngài dược vương đại bồ tát Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Dược vương, kinh này là tảng bí yếu của các Đức Phật, chẳng có thể chia bùa vọng trao cho người. Kinh đây là của các Đức Phật, giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bày nói. Mà chính kinh này, khi như nay đương hiện tại, còn nhiều kẻ oán ghét huống là sau lúc Phật diệt độ, Dược Vương nên biết sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường vì người khác mà nói thời được Như Lai nấy y chùm đó lại được các Đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho người đó có sức tin lớn và sức trí nguyện các sức căn lành phải biết người đó cùng như lai ở chung được đức như lai lấy tay xoa đầu dược vương nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đọc hoặc tụng hoặc chép hoặc chỗ có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ chẳng cần để sán lợi vì sao vì trong đó đã có toàn thân của đức như lai rồi tháp đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc lọng lụa tràng phan ký nhạc ca tụng để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen nếu có người thấy được pháp này mà lấy lại cúng dường phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác dược vương có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo bồ tát nếu chẳng có thể thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường được kinh pháp hoa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo bồ tát nếu có người đặng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo bồ tát có chúng sanh nào cầu phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp hoa này nghe xong tin hiểu thọ trì nên biết người đó đặng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác dược vương thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia soi đào tìm đó vẫn thấy đất khô biết rằng nước còn xa ra công đào không thôi lần thấy đất ướt rồi lần thấy đến bùn tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh pháp hoa này, phải biết người đó cách đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác còn xa. Nếu được nghe, hiểu, suy gấm, tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần vô thượng tránh đẳng tránh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thiệt. Tặng kinh pháp hoa này, xa kín nhiệm sâu không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tiệu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Dược vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này, mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này, mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thường mạn dược vương nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi đức như nai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh pháp hoa này thời phải nói cách thế nào người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà như nai mặc y như nai ngồi tòa như nai rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này Nhà Như Lai chính là tâm tử bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhấn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không. An trụ trong đây sau rồi dùng tâm không biếng chế vì các Bồ Tát và bốn chúng giọng nói kinh pháp hoa này. Dược Vương, bấy giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhân, làm chúng nhóm nghe pháp của người đó ta cũng sai hóa tỳ kheo tỳ kheo ni yêu bà tắc yêu bà di nghe người đó nói pháp các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần càn thát bà atuna vân vân nghe người đó nói pháp ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta, nếu ở trong kinh này quên mất câu nối ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Muốn bỏ tánh biếng đời nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó, như người khát nước cần như người khát cần nước soi đào nơi gò cao vẫn thấy đất khô giáo biết cách nước còn xa lần thấy đất ướt bùn quyết chắc biết gần nước dược vương ông nên biết các người như thế đó chẳng nghe kinh pháp hoa cách trí phật rất xa nếu nghe kinh sâu này quyết gió pháp thanh văn đây là vua các kinh nghe xong suy gẫm ký phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai. Ở trong chúng không sợ rộng vì người giải nói từ bi lớn làm nhà. Y nhu hòa nhấn nhục, các pháp không làm tòa. Ở đó vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ác mắng dao gậy ngói đá đánh nhớ phật nên phải nhịn ta trong muôn ức cói hiện thân sạch bền chắc trải vô lượng ức kiếp vì chúng sanh nói pháp sau khi ta diệt độ nếu hay nói kinh này ta sai hóa tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh cúng dường nơi pháp sư dẫn dắt các chúng sanh nhóm đó khiến nghe pháp nếu người muốn làm hại giao gậy cùng ngói đá thời khiến người biến hóa giữ gìn cho người đó nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng vẻ lặng lẽ không tiếng người đọc tụng kinh điển này bấy giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt nếu quên mất chương cú vì nói khiến không thông thuộc nếu người đủ đức này hoặc vì bốn chúng nói chỗ vắng đọc tụng kinh đều đặng thấy thân ta nếu người ở chỗ vắng ta sai trời long vương dạ xoa quỷ thần thảy vì làm chúng nghe pháp người đó ưa nói pháp phân giải không trở ngại nhờ các phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng nếu ai gần pháp sư mau đặng đạo bồ tát thuận theo thầy đó học đặng thấy hằng sa phật